Dù cho bây giờ chồng chia tay với mình, để lại cho mình ba bốn đứa con, mình cũng có khổ nữa. Gì đâu khổ, nuôi là nuôi chứ khổ gì, đúng không? Đó. Ngày xưa có nhiều người mình chưa biết tu, mình cứ nghĩ rằng chồng này nó tệ quá, mà không có nó là mình chịu không nổi. Mình nghĩ gì mình sai lầm mà tầm bậy. Có nó không có nó gì mình cũng sống cho ngon chứ, hiểu không? Làm gì mình phải sống khổ. Ví dụ như có duyên sống bên nhau thì nhiệt tình vui vẻ hết lòng tốt, nhưng mà đã hết duyên với nhau rồi mình cũng phải sống cho thật là tốt. Cái đó mới là ý nghĩa của đời người, quý vị nhớ. Tất cả những người phụ nữ trong cái cuộc đời này nhớ nghe, không có bao giờ mà cái tình trạng mà đó là chồng mà bỏ mình hay vợ bỏ mình mà mình đi sống khổ, mình đi sống tiêu cực, mình ăn nhậu, mình bê tha. Không, ngày xưa còn vợ mình có khi còn làm biếng. Khi vợ bỏ mình rồi mình nói tại mình làm biếng ăn nhậu nè nên người ta bỏ mình. Bây giờ thôi mình kinh nghiệm lại, người ta bỏ mình rồi mình phải nỗ lực lên. Chứ nếu như mà mình chìm luôn thì ai vớt mình? Ngày xưa còn có vợ nó vớt phụ, còn bây giờ mà nó bỏ đi rồi mà mình mà không cố gắng thì mình không lẽ trở thành một con người chìm luôn thì sao? Nỗ lực lên mấy ông, hiểu không? Nó ngày xưa mình là người phụ nữ mà lúc nào cũng nương vào chồng, lúc nào cũng là nương vào đàn ông chứ. Ổng vui mình mới vui, ổng buồn mình buồn, ổng đi đâu mình cũng buồn, mà ổng không vui mình cũng không vui, cứ là vui vào cái nương vào đàn ông không à. Bây giờ á, nếu mà hết duyên thì mình phải nỗ lực lên, mình phải tạo cho mình một cái nguồn năng lượng sống, làm sao mà mình sống càng có ý nghĩa hơn, để người ta thấy rằng là khi mà người ta xa mình sống càng tốt. Chứ mình đừng có bèo nhèo, bẻo nhẹo, te tua tả tơ, sống làm sao cho nó đặc biệt á. Nó phải nhớ nghe, cuộc đời con người có mấy chục năm ngắn ngủi quý vị, nó ngắn ngủi dữ lắm. Nếu như những ngày tháng mình sống mà để lỡ qua, những ngày tháng mà không biết cười, không có tư tưởng, không có phương hướng đi về, thì thật sự mà nói uổng cuộc đời của người mình quá. Nên những đức nói là bắt đầu từ cái cuộc đời mình gặp Phật pháp tới giờ là mình cố gắng. Hình như là cái lối sống những đức càng sống nó càng sống vui, càng sống nó càng sống đặc biệt. Và mình chia sẻ Phật pháp của gì, mình nói những văn tự nó đơn giản, nó dễ hiểu, nó gần nhất đi, đừng có cái gì cao xa cả. Những đức nói bắt nguồn là từ ngay chúng ta này, đừng có nói cái gì xa vời chi. Ngay bản thân mình là người học Phật nè, mà mình còn chưa được sự lợi ích tốt đẹp, đừng có nói gì mà nói chuyện cao xa mất công quá đi. Nên chúng ta hôm qua rủ người về, nhớ đến tổ tiên, nhớ đến ông bà, cầu siêu cho ông bà tổ tiên, cầu siêu cho tất cả người chết chưa siêu thoát. Thì bằng cái tâm gì? Cái tâm nó vui chứ thì cầu an. Còn cái tâm nó mà không có giận hờn hẳn trách ai thì con người mình là cầu siêu chứ gì. Cởi mở tâm tư đó quý vị. Nên á, mỗi một con người mình giờ nghe đạo rồi, mình mỗi ngày cứ thường cười cho nhiều. Nó cười cho nhiều mà đừng có đứng giữa đường cười cứ khơ được không? Cười đó là bằng tâm trạng vui vẻ. Nó bên chùa mới có con bé, nó nghe những đức giảng nó không hiểu. Hôm qua nó đứng ngay chỗ cái cửa, nó không làm gì, đứng nó cầm cái quạt, nó cứ quạt rồi nó cười hoài. Mấy chú chạy lại, mấy chú nói ủa sao con bé nó cười hoài thầy ơi, đứng nó cầm ngay cái quạt nó cười hoài, nó không làm gì luôn, cứ là người ta đi qua lại nó đứng nó nhìn nó cười hoài, sao thấy nó có vấn đề. Cuối cùng như đứa kêu lên thì đứa hỏi ủa sao mà con đứng đây con cười hoài vậy, bị gì vậy? Nói là nghe thầy giảng là cứ cười hoài đi tốt. Như đức nói ồ vậy là công việc con bữa nay là đứng cười thôi. Nói dạ con muốn cười cả ngày nay thôi. Vậy cũng tốt, công việc này cũng khó làm chứ không vậy, không phải dễ quý vị. Nó nghe mình làm, nói người nó nghe mình nói á, xong nó làm thiệt trời. Mà tất cả Phật tử và tất cả người trong chùa đều nghĩ nhỏ này không bình thường. Nhưng mà như đứa hỏi con có vấn đề gì không, mấy sợi dây nó có chạm gì không. Nó nói là dạ con xin thưa với thầy là 100% con không bị chạm gì, nhưng mà con nghe thầy giảng con thích mà bây giờ con làm thử, con cứ đứng đây con cười hoài thử coi thì sao. Như đứa nói à vậy là sự thật là không có chạm phải không. Nói dạ sự thật là không có chạm gì chứ. Như đứa nào vậy thì cứ làm vậy đi. Đứng ngay cái nhà bếp vậy, cười suốt, kẻ đi qua người đi lại cứ nhìn thấy cười suốt, cười 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 cười
nó cười một chút á, làm như nó cười hoài quý vị, nó không có nghe pháp được, nó không có thoải mái mà nó cười gán gượng. Ban đầu thì nó cười còn có đường chút, nó cười chút cái tự nhiên dính quý vị, dính mà kiểu như thê thảm á, giống như lỡ khóc lỡ cười quý vị. Làm nè, nó giống như nó cái mặt nó xỉn nè, thấy không? Nó cái cười nhiều nhưng mà cái tâm trạng chưa thông, hiểu không? Cái tâm trạng chưa nó thông. Còn ví dụ như vị nghe pháp gì đi, vừa cười xong bị ngưng lại, ngưng lại xong cái vị tiếp tục nạp năng lượng bị cười, nghĩa là cái niềm vui nó phát từ cái tâm cái vị nhẹ nhàng an lạc á. Khi cái nụ cười phát ra nó dịu, và thật sự là nó có nụ cười thiệt, nó mắc cười nó phát từ tâm ra, rồi nó vui thật sự luôn. Cái này là nó tích tụ năng lượng cho quý vị cao dữ lắm, quý vị phải nhớ. Là có nghĩa là mỗi ngày là chúng ta một câu ai Phật niệm đến cùng thì nó thúc đẩy mình niệm Phật. Mà nó thúc đẩy mình niệm Phật rồi xong nó cởi mở tâm tư, nó làm cho mình những cái tâm tư u uất trong lòng buồn giận gì nó tự tan biến hết chứ. Mà những cái đó mà nó mà tan biến rồi là thật sự nội tâm quý vị an lạc thiệt. Nội tâm nó an lạc thiệt đó chứ, không có giỡn đâu. Nên mỗi một con người mình này, dụ như mình sáng mình 4 giờ mình thức dậy mình lễ Phật, thấy không? Mình lễ Phật xong rồi mình không nghe nói chuyện, con người mình nó sẽ không tỉnh bằng là khi nói chuyện xong. Tại vì khi nói chuyện nó thu nhiếp quý vị biết không? Nó thu nhiếp mà nó làm cho bị cười lên nhiều quá. Còn khi lễ Phật quý vị không thể nào lễ Phật mà bị cười hoài được. Không thể nào mà mình lễ Phật thật sự mà nói, lễ Phật thì mình phải nghiêm nghiêm chứ, cái người lễ Phật mà cứ nhìn Phật mà lâu lâu một cái thì được. Nhưng mà nó cười suốt luôn, có khi người ta nhìn mình thấy hơi lạ lạ. Quý vị nhớ nha, trong tất cả những loại ma có ma quan hỷ nha, có loại ma quan hỷ và có loại ma mà khóc suốt. Ma khóc suốt, ma quan hỷ. Lúc trước những đức mới vô chùa tu, những đức đi vô cái khu chiên tu mà nhập thất á, những đức hướng dẫn tu, khi lễ Phật những đức háo hức kinh khủng lắm, háo hức quá trời háo hức. Cái tự những đức với cái ông mà dẫn chúng, hai ông á, niệm một chút tự nhiên hai ông cứ nhìn nhau cười, rồi bắt đầu là nguyên buổi nó cười suốt luôn, mà không biết từ ở đâu mà nó phát ra nó cười. Mình tu sau này mình mới hiểu là mình bị ma quan hỷ nhập, nó cười tự nhiên. Mình nói thở đừng có cười nữa, sau khi công quý cái kiểu cười này là cười không có đúng nha quý vị. Cười mà nó kêu, mình kêu nó đừng có cười nữa mà nó vẫn cười, nó cười mà đến mức mà người ta thấy mình không bình thường á, cũng là vui cười đó nghe quý vị. Biết rằng là cười là tốt đó, nhưng mà tự nhiên mình trước Phật mà mình lễ Phật á, tự nhiên hai tên nhìn qua nhìn lại mà mình nhìn thấy mà ổng sao mình mắc cười thế ghê. Rồi hai ông cứ là vừa niệm xong dứt câu cái cái ông kia niệm dứt câu cái mà nói trời ơi ngưng lại, sao nó kỳ cục vậy cha ơi, sao mà nó kỳ cục ấy vậy đó. Mà nguyên một thời bị lễ Phật xong ra, cười xong ra, ông nào ông nấy về phòng nằm cái ịch, thấy không? Cũng cười đó nhưng mà lại thành cười mệt nghe quý vị. Chứ không phải nụ cười nào nó cũng tích tụ năng lượng đâu. Có những người người ta ngồi người ta nói chuyện tào lao, người ta cười cười xong mệt chứ lắm quý vị. Cười xong người đuối chứ, nó rã người chân luôn. Nhưng mà có những nụ cười nó giúp cho quý vị thành pháp vị. Khi quý vị nghe pháp, quý vị cỡ mở tâm tư, quý vị vui á, là đây là sanh pháp vị. Mà cái sanh pháp vị là thắng mọi vị luôn. Cái pháp vị là nó thắng mọi vị. Nó không phải đơn giản đâu, cái pháp vị á. Vì sao quý vị biết vì sao mà cái pháp vị mà nó thắng mọi vị không? Vì cái mà nó nặng nề trong nội tâm là cái quan gia. Mà cái quan gia nó bu xanh quanh mình, nó báo thù, mà nó nhả ra những nhiệt độ mà độc địa đó, nó làm cho con người mình bị tác hại đó quý vị, chứ không dẫn đâu. Nhưng mà khi cái pháp mà giảng ra đó, là nó cỡ mở những cái xung quanh đó, nó giảm bớt cái lượng mà sân hận tức tối báo thù. Và chính bản thân mình cũng cỡ mở tâm tư luôn. Những cái thứ đó khi nó giải tỏa được đó, bắt đầu nó sanh pháp vị. Học pháp vị lúc đó nó sanh ra là nó từ tự tánh hiện lộ luôn. Là con người mình nó an lạc, nó tự tại, nó thoải mái làm sao á. Nên từ nơi đó mà quý vị biết vì sao mà ta nóng bức, người ta ngồi chặt nứt luôn mà ta vẫn ngồi được là vì sao, biết không? Nó sanh pháp vị, nó sanh pháp vị và tất cả những cái cảnh giới xung quanh mình nó được giải tỏa. Nó giải tỏa rồi là nó không có bám víu và nó không có sân hận. Ví dụ như một người mà ngồi kế bên mình hay đứng kế bên mình mà họ tức tối, vì họ tức tối mà họ giống như là họ làm như tôi, họ chưa đụng gì mình á, nhưng mà mình cảm giác như là nó đang bất an gì cho mình vậy lắm. Đó là một người đó. Ví dụ như giờ mình đang ngồi đây mà có người đi sau lưng mình cầm dao, nó cứ là cầm dao, nó cầm theo cái đồ mài dao, nó không có lụi mình mà nó cứ cầm cái dao mà nó làm nè,
Mình nó nói cho mình ngồi mình nhột lắm chứ nhớ đâu. Nó thật sự là mình ngồi mình bất an lắm. Mình nói cho bụng chật là trời, nó cứ ọt em hoài. Nó ọt mình cái cho mình ẹt luôn á. Không mình cũng sợ trong lòng mình cứ giáo giác mình. Dù biết rằng mình nói thôi mày, mày định niệm Phật thì định không nổi. Khả năng mình chưa đi vào định sâu. Nói sau lưng mình mà nó là cái cọc cái dao đó. Ọt ẹt ọt ẹt. Mà nó mày sao? Chắc tao đứng tao đi ra ngoài. Thấy chưa? Bất an đó, thấy chưa? Nên mình tại sao mà mình thường có những cái cảm giác tự nhiên sao mình thấy nó nặng nề. Rồi cảm giác có những ly khi mình thấy nó sao nó buồn gì á. Mà nỗi buồn gì mà mình không hiểu. Mà cái gì mà mình bất an ta? Xung quanh mình á. Cảnh giới xung quanh mình á. Rồi ông bà cha mẹ của mình đang đọa lạc trầm luân, cái tần số nó chiêu cảm. Nó chiêu cảm. Quý vị biết rằng là khi mà mình có con cái, mà tình mẫu tử giữa cha mẹ và con cái á, nó có một cái sợi dây liên kết. Con mình nó ở đâu đó bị cái gì, cha mẹ mình ở nhà bị cái gì, tự nhiên người làm con này nó bị giống như là giật mắt, hay là những cái cảm giác gì nó đang lo sợ, bất an. Tự nhiên điện thoại về nhà nó, ồ gia đình đang chuyện gì bị. Nó có nghĩa là cái sợi dây liên kết quý vị. Nên cha mẹ ông bà mình có khi đang đọa lạc, có những lúc tự nhiên mình thấy nó buồn gì da diết lắm, nó buồn gì mà kỳ cục lắm, đó. Cái sợi dây khổ đau đó nó chiêu cảm. Ví dụ như họ đang khổ đau cảnh giới gì, họ vì mình họ làm mà bây giờ họ khổ đau, họ đọa lạc. Tự nhiên khi họ đọa lạc họ khổ, họ kêu tới tên mình: con ơi con, giúp cho mẹ đi con, đến chùa hộ pháp tu hồi hướng cho mẹ đi. Cái tâm trạng đó quý vị. Hoặc là: con ơi, tiền cha mẹ để lại cho con, tiền nó tạo nghiệp nhiều lắm, con ơi chùa đó đang xây dựng nuôi người già đó con, lợi cúng dường đi con, hồi hướng cho mẹ đi con. Bị nhớ cái câu chuyện mà trưởng giả kén rễ không? Khi mà ông chồng đi xuống âm phủ mà gặp bà vợ đó, bà vợ mới nói: ông ơi, vì chút tình xưa ông về ông làm chút việc thiện việc tốt giùm cho tôi đi ông. Ngày xưa tôi trên đó cho dai ăn lời cắt cổ, tôi hành hạ người làm, tôi chửi mắng người làm, tôi hà khắc người ta. Người ta làm cực khổ mà tôi trả lương cho ta ít, tôi nghĩ người ta là người làm công, tôi đè ép người ta không dám nói gì tôi. Bây giờ tôi biết ông ơi khổ đau quá, ông ơi là ông nghĩ chút tình xưa ông về ông làm chút việc thiện việc tốt đi ông. Ông cầu siêu giùm cho tôi nghe ông. Ông đến chùa đó ông tu nghe ông, ông làm việc thiện nghe ông. Thấy chưa? Rõ ràng mà. Nên từ nơi đó cái định luật nhân quả là khi họ sống ở đây với mình và có tình người với mình, họ đọa lạc, họ đâu có biết kêu ai đâu, họ đâu có biết niệm Phật. Phải chi họ niệm Phật là thoát rồi, họ đâu có biết niệm Phật đâu. Nhưng mà họ dính cái mắt chỗ nào là họ kêu đến chỗ đó. Một là họ kêu chờ ơ, là tại vì cái tâm nghiệp họ ưa kêu chờ ơ. Mà kêu chờ ơ là không có cái nguyện này. Ông chờ ông đâu có cái nguyện đến cứu độ. Nên bây giờ họ thương con cháu, họ kêu tới con cháu: con ơi, mén ơi mén, mén ơi, mẹ khổ quá mén ơi mén, Cường ơi Cường, kêu tên Lan ơi Lan, mẹ khổ quá, mẹ vì các con, ba vì các con mà trên đó tạo nghiệp nhiều quá, bây giờ đó là quỷ sứ nó đập mẹ chết rồi, nó đập mẹ quá trời, mỗi ngày kêu ghéo gì đó. Quý vị tự nhiên trong lòng da diết, có những lúc vị đang ngồi, tự quý vị nhìn, ví dụ ngồi ngay bãi biển vậy đó, tự nhiên vị nhìn ra biển cả mênh mông, tự nhiên trong lòng quý vị nó có một nỗi buồn gì tự nhiên lạ lắm quý vị. Tự nhiên trong lòng mình nó ủa giống như ngộ người ta, nó chầm con người mình lại, sao ngộ người ta, là đó là cái sợi dây liên kết á. Tự nhiên họ kêu tính mình, họ khổ quá, tự nhiên mình cũng bị động chút xíu nữa quý vị. Nên từ nơi đó mà mình được đi đến cái ngôi Tam Bảo gì nữa quý vị, những việc thiện việc tốt gì mình làm được mình làm, mình tu được mình tu, mình nghe pháp đến nó cởi mở tâm tư, mình niệm thêm một câu Phật hiệu nữa, mình nguyện mình hướng đến tổ tiên ông bà, mình hướng tới tất cả những người chết cho siêu thoát, cái tâm đó của mình nó lớn dữ lắm, nó lớn dữ lắm chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Mỗi người chúng ta mà ông bà cha mẹ tổ tiên của mình từng đời biết bao nhiêu mà nói toàn. Nên Đức Phật mà trong kinh Du Lan mà Ngài đi đến cái đống xương khô, Ngài lễ lại thấy chưa? Đệ tử hỏi vì sao Ngài là một bậc Thế Tôn, một bậc thầy của chờ người, mà tại sao Ngài để lễ đống xương khô? Thì Đức Phật nói rằng là ta lễ lại những người tiền bối và thân ta và kẻ tha sanh ta. Thấy không? Ta từng sanh họ, họ từng sanh ta. Bây giờ đống xương này nè, dồn dập ở đây nhiều đời nhiều kiếp, ngươi hãy phân ra bên nữ bên nam. Tôn giả A Nan hỏi rằng làm sao phân biệt xương là xương, làm sao phân biệt đây? Nên Đức Phật nói đàn ông xương trắng nặng bằng, đàn bà xương nhẹ, hao đen dễ nhìn.
ngươi có biết vì sao đen nhẹ? Bởi đàn bà sinh đẻ mà ra. Người đàn bà sinh đẻ khổ cực quá. Nên quý vị thấy, quý vị đã từng đẻ, quý vị thấy ông máu huyết dầm về, cũng như thọc huyết châu dê. Cái sự khổ đau đó dữ lắm chứ đâu có đơn giản. Nó khi sanh đẻ rồi, khi mang bầu bì thì cha mình phải đi tằn tạo sớm hôm để đem thóc, đem gạo về để lo cho mình. Từ nơi đó mà cái công ơn sinh thành của cha mẹ quá lớn lao. Mà bây giờ từng đời vì tạo nghiệp, vì con cái mà đỏ lạc. Bây giờ bản thân chúng ta nghe đạo biết tu rồi, mình biết ông bà tổ tiên mình chưa có siêu đâu. Đâu có dễ siêu thoát. Bây giờ nhiều đứa con cháu nó còn mà sát sanh hại vật mỗi năm đám dỗ, mà giết con vật bỏ xuống sao siêu. Người ta tu mà đúng là sanh cõi trời, mà giờ con cháu mà sát sanh hại vật ngay lúc người ta chết, vậy mà còn đi xuống dưới đó giữ heo, giữ gà, giữ vịt, giữ bò dưới kìa. Chứ không chỉ là ông bà mình mà chưa đạt tới cái cảnh giới đó, mà mình còn sát sanh thêm, vậy là đọa càng sâu. Giữ không biết chừng nào mà đi ra khỏi cảnh giới u minh, khổ đau vô cùng. Nên từ nơi đó khổ đau lắm quý vị à. Mình bây giờ mình được thân người này, có khổ cỡ nào đi chăng nữa, nó chỉ là một phần ngàn thôi. Mình khổ chỉ là một phần, người ta khổ ngàn phần. Mình bây giờ không có khổ gì đâu, được ngồi trong ngôi tam bảo, được nghe pháp, được nghe cái pháp giải thoát, được cởi mở tâm tư, mình hạnh phúc quá. Không? Quá hạnh phúc. Nên mình nghĩ được điều này rồi, tự nhiên mình không có dám nằm ngủ luôn á. Mình về chùa mình không có dám nằm ngủ bừa bãi luôn. Tại vì sao? Mình phải dành những thời gian được ở trong ngôi nhà tam bảo, mình niệm thêm một câu Phật hiệu. Vậy trong ngôi nhà tam bảo mình niệm một câu Phật hiệu bằng 100 câu Phật hiệu ở nhà mình niệm. Ở trong ngôi tam bảo mà, đâu có giỡn. Vì tụng trong kinh đi, có những đoạn kinh dạy kìa, con người ta bước chân đến cửa chùa, nó đã là tu bao nhiêu kiếp mới bước chân đến cửa chùa. Con người mà được ở trong chùa là tu bao nhiêu kiếp mới được ở trong chùa. Con người mà được ngủ trong chùa không đơn giản đâu nghe. Ngủ trong chùa không có đơn giản đó quý vị, mà không đủ phước duyên đi, bị nằm trong chùa ngủ tối hộ pháp đem quý vị ra cổng chùa nằm ngoài. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Đây nè, những đức thấy rõ ràng kìa. Cái ông đi vô chùa mà không chịu lo tu, cuối cùng nửa đêm quý vị biết rằng tự nhiên đưa hai cái tay lên. Đưa hai cái tay lên gì nè? Nó tại sao mà đưa hai tay lên hoài vậy? Nó con người gịch tôi, dở tôi lên, kêu tôi đi ra ngoài. Thôi tôi xin lỗi nghe, tôi vô chùa tôi không lo tu, tôi đi vòng vòng chùa tôi tiểu tiện tầm bậy tầm bạ, thôi cho tôi ở đây đi. Trời, lỡ nói rằng thôi được rồi, thôi nó sợ rồi cho nó ở đây đi. Nói một câu xong rớt xuống cái rầm xuống nằm ngủ. Chuyện dẫn chơi hả quý vị? Trong chùa có long thần hộ pháp, nói chuyện vô chùa tầm bậy tầm bạ mà nói mà không đủ phước duyên, không cho mình ở đó, thì biết đâu phải hương linh nào cũng được vô chùa hả? Biết nói hương linh nào cũng được vô chùa hả? Có những hương linh phải ở ngoài cổng chùa ngoài đó, không được đi vô trong đây đó. Quý vị biết rồi, có những hương linh người ta nhập dựa vô, người ta nói rằng không được đi vô đây đó quý vị. Nhưng Đức nói quý vị như thế nào mà không được vô đây? Vô đây không lo tu mà làm phiền quậy phá thì không được vô đây. Nơi người ta đang bình yên mà, thằng hộ pháp nhìn rõ ràng hết. Nên tại sao mà 15-30 những đức kêu cúng đi thực bên ngoài biết không? Vì chư hương linh bên ngoài không được vô đây đó. Tại vì biết đó à, ở đây cúng đi thực mỗi ngày, mà tại sao những đức kêu cúng đi thực 15-30? Là do họ nhập dựa vô, họ nói rằng ngoài đây ngoài á. Sao những đức kêu họ vô đây là không dám vô, không cho vô. Đừng nói chuyện giỡn. Có khi quý vị đi nguyên một phái đoàn đến mà có những hương linh đi theo bị đông lắm, nhưng mà phải ở bên ngoài đó, không có được cho vô đây đâu. Quý vị nói chuyện giỡn chơi hả? Người ta cũng lọc người ra mà. Dương gian âm phủ đồng một lý. Người mà vô đây quậy phá người ta cho bị ra ngoài luôn. Đó là cảnh giới người sống. Còn cảnh giới người mắc, quý vị không tu vô đây làm phiền tất cả chư hương linh tu, người ta không cho vô. Đừng nói chuyện giỡn chơi hả quý vị. Nó nên mình khi mà mình còn sống gì nghe, cái khổ mình một trong cái cõi đời này, chồng quýnh, chồng đánh, vợ chửi, vợ mắng, nó khổ một à. Con cái hắt hủi khổ một à. Cái khổ khi đọa lạc tam đồ tới 1000 khoan đăng, không có đơn giản đâu. Nên những cái người mà đọa lạc trầm luân nó, mới bị biết rằng cái này là thật đó. Khi đọa lạc bởi vì hỏi họ về địa ngục, họ nói đừng họ nói nữa. Vì thấy đa phần không, như vua Đường Thái Tông ông cũng nói vậy luôn. Lý Thái Văn chứ ông nói rõ ràng, ông nói rằng là đừng có nói nữa, đừng có nói cảnh giới đó khổ dữ lắm. Rồi mẹ của quan mục nữ cũng vậy, đừng nói nữa con ơi khổ lắm, thấy không? Còn có một cái vị ngày xưa mà ông này ông nói là người đó đọa địa ngục á, cũng nói y rang luôn,
khổ lắm, đừng nói nữa, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, thấy chưa? Khổ không thể nào nói được. Mà bậc A-la-hán mà chứng quả rồi, mà nhìn đến những kiếp quá khứ mà họ đã từng đọa lạc mồ hôi chảy máu, quý vị nghĩ sao? Kinh chưa, cái sự khổ đau này không diễn đạt được, kinh lắm. Quý vị biết bao nhiêu cái hình cũ ở trong cái địa ngục mà hành mình cỡ nào chưa? Lột da, mổ bụng, xé thịt, mọi mắt, cắt miệng. Có cái kéo nó cắt cái miệng của mình. Mấy bà nhiều chuyện. Có giỡn đâu nghe trời. Mấy bà mà nhiều chuyện đem chuyện này người kia để nói sùm tầm bậy tầm bạ. Rảnh rỗi đi lên xếp trên xếp dưới ngồi nói tầm bậy tầm bạ của chuyện của người ta. Vô chùa không lo niệm Phật mà nhìn bà này nhìn bà nọ bà kia, nhìn thầy này thầy nọ thầy kia rồi nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Xuống dưới quỷ sứ nó kêu chu cái mỏ ra. Nó cắt cái dành môi. Nó cắt xẹt xẹt xẹt. Cái này nói vui mà, sự thật mà. Rồi xong nó mới cứ lấy kìm bấm nó bẻ răng. Răng mình bình thường nhưng mà nó bẻ cục cục cục. Quỷ sứ nó đâu, quỷ sứ đây là nghiệp lực chiêu cảm chứ không phải là vua Diêm Vương ở đâu mà quỷ sứ về đâu phải đâu. Mình không có cái nghiệp đó là mình không có thấy quỷ sứ. Bây giờ mình chưa có cái nghiệp đó mình có thấy đâu. Nhưng mà bây giờ quý vị ở đây mà đang chiêu cảm cái nghiệp địa ngục, cái là thấy quỷ sứ liền đó. Dù đang ngồi đây cũng thấy nữa, chiêu cảm cảnh giới là thấy liền đó. Nên từ nơi đó quý vị biết cái cảnh giới đọa lạc nó không đơn giản đâu, ghê lắm. Nói cho quý vị nghe những điều này để quý vị đi về chùa mà trong cái dịp mà những đức hôm qua tổ chức là xong được ngày à. Bữa nay là 30/4/1/5. Cái tâm mà nhớ đến anh hùng liệt sĩ, cái tâm mà nhớ ơn đất nước, nhớ ơn tới những con người đã nằm xuống giữ được cái quê hương xứ sở chúng ta được bình yên gì, để những cái gọi là những cái phần xâm lược đi ra khỏi đất nước mình, người ta phải chết chóc, người ta nằm xuống bao nhiêu cái bom nổ ầm 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 văng sát banh sát, quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Thịt xương rớt tùm lum, tay chân văng tá lả, nó ruột rang treo trên nóc nhà, có không? Có khi mà cái nhà nổ cái bình tự nhiên ruột rang văng treo trên cái gọi là cái cột cát toàn ten, mà trái tim còn thủi thủi thủi. Từ nơi đó mà những đứa coi một phim tư liệu ngày xưa coi rơi nước mắt. Những người phụ nữ mà vì quê hương đất nước mà tâm lượng họ kinh lắm, có nghĩa là gọi là đẩy pháo đồ đường Trường Sơn á, là người nữ chết nhiều lắm mấy vị biết không. Nên từ nơi đó mà họ mà giống như bom đạn nổ ầm ầm, mà từ nói tới đây sao rằng người trời, mình không phải giỡn đâu nghe. Nói tới họ mình tán thán họ, họ cảm ơn mình lắm á. Nó họ quý vị biết rằng là họ phải hy sinh bom đạn mà như là mưa mà họ nhào vô để mà gọi là vì cái chuyện mà gọi là gì, chỉ có một cái tâm trạng thôi. Cái tâm trạng gì phải không? Cái tâm trạng là nhìn người của mình, người nhìn ông bà cha mẹ của mình, nhìn anh chị em của mình mà bị người ta mà hại hiếp đánh đập, nhìn họ mà giặc ngoại xâm họ vô mà họ hại đời người nữ của đất nước mình, nhìn cái cảnh tình đó chúng ta không chịu nổi. Nó bây giờ mình hy sinh nằm xuống phải giữ lại đất nước bình yên. Cái tâm đó nó trở thành con người hào kiệt quý vị, chứ không có giỡn đâu. Những đức mà nói chắc ngày xưa những đức cũng từng đánh giặc hay sao. Những đức mà coi đến lịch sử là con người những đức nó có cảm xúc kinh khủng lắm. Vì cái tấm lòng yêu nước cũng không đơn giản quý vị. Nên đi tu rồi tại sao những đức làm nhiều công tác xã hội với ông gì sao? Vì những đức nghĩ rằng mình phải hỗ trợ đất nước người ta. Mình tu mình làm chuyện khác. Hiểu chưa? Nói mà cái lớp đạo làm con là những đức là thật sự muốn gây dựng cho xã hội chúng ta, đất nước chúng ta một hai người đặc biệt á. Nên từ nơi đó mà mình nghĩ đến cái chuyện này, mình ngay ngày 30/4/1/5 thì mình nỗ lực mình tu. Phật tử mà chưa đi đến đây nghe công đoạn này vì cố gắng đi đến đây đi. Con người mình phải nhớ cội nhớ nguồn chứ. Nó từ nơi đó mà mình phải có cái tâm gì? Cái tâm đó của mình người ta cũng hộ trì mình. Đó nên quý vị biết rằng cái cảnh giới đọa lạc, cái cảnh giới mà làm cô hồn khổ lắm. Nó nhất là cái cảnh giới trong địa ngục kinh lắm đó, không phải giỡn đâu nghe. Nên mình đi vô chùa mình niệm Phật đi, cái miệng mình niệm Phật, mình sống an lạc, mình tự tại vui vẻ, đừng có nhìn ngó những cái chuyện không phải của người ta làm chi. Mọi người mỗi cái nghiệp mà nó, chứ nếu không mà mình nhiều chuyện nhiều điều mình ngồi tầm 3 tầm 7 mình nói hoài nó kết thành nghiệp. Cái vị nghĩ thì cái miệng gì mà quỷ sứ nó lấy cái kéo đó, nó hớt mà nó vừa hớt xong rồi gió thổi ngang nó mọc cái miệng ra lại nó hớt nữa. Mà mình nó hớt mình mà cả ngày mình nhìn trong địa ngục toàn là môi của mình không. Còn móc mình mắt mình mà nó móc nó môi ra đó, mắt mình mà đầy trong địa ngục. Còn răng mình mà nó bẻ đầy trong địa ngục. Các vị nghĩ lâu lâu mà bẻ răng mà gọi là chích thuốc tê rồi đó mà bẻ mà xong mình còn nhức. Không chi là nói cái chuyện mà nó răng mà nó đang bình thường gì mà nó lấy cái kìm này là nó bấm vô nó gịch bóp 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 nó bẻ ra.
Còn lưỡi mình gì mà cho lưỡi mình gì mà chửi cha mắng mẹ đó. Lưỡi mình gì mà nó lấy cái cây móc sắt nó móc vô đầu lưỡi nó kéo. Mà cái lưỡi mình kéo ra dài lắm đó quý vị, chứ không phải ngắn đâu. Mà nó kéo ra, nó kéo tha hồ nó kéo. Nó kéo ra lấy dao đi rẹt. Rồi xong gió thổi mọc cái lưỡi tiếp tục móc kéo, nó kéo cả ngày. Nó cứ kéo rồi cắt, kéo rồi cắt, kéo rồi cắt, kéo rồi cắt, nó cắt cả ngày. Mà nhìn lưỡi của mình mà đầy trong địa ngục. Quý vị tụng trong kinh Địa Tạng đi rồi quý vị biết liền gì đâu. Tụng kinh Địa Tạng thì biết liền đâu phải như Đức Hù đâu. Quý vị coi trong kinh Địa Tạng, địa ngục quý vị thấy chưa? Cảnh giới địa ngục mà Phật nêu lên chưa? Trong núi Tu Di á, đầy hết trơn, đầy lỗi địa ngục, vì đầy lỗi tạo nghiệp. Nên bây giờ mình ở cõi đời này không tạo nghiệp không được, nhưng phải tạo tịnh nghiệp niệm Phật cho mạnh. Nên những đức nói rằng quý vị mà chưa có gia đình gì hết trơn á, mấy cô mà chưa có chồng gì hết trơn á, đi vô đây cùng với những đức nuôi người già đi. Kêu hoài mà không chịu vô. Hiểu không? Rồi ví dụ như chồng bỏ chồng chê, thì bây giờ mình nghĩ cuộc đời còn lại mình làm cái gì đó để mà gọi là lợi ích cho chúng sanh, ý nghĩa hơn. Từ nơi đó mà mình thấy cái việc làm mình nó ý nghĩa quý vị. Làm một cái gì đó để tạo ra một tịnh nghiệp cực kỳ mạnh. Còn những người già khắp nơi nơi, trời ơi người ta về đấy người ta tu đi, người ta nuôi hết, người ta lo hết cho mình, để mình niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Ở nhà mà con cháu nó gịch tay gịch chân hoài sao tu. Quý vị coi ở nhà bị lễ Phật một thời là thờ kia lễ không xong. Con cái chuyện nhà chuyện cửa, có khi mà đang nấu ăn vậy mà chạy lễ Phật mấy lại, xong chạy lại chụm lửa. Nó có khi đang nghe Pháp nhưng mà chạy vòng vòng, nghe đâu có được ngồi yên gì đâu. Nên khi quý vị đi về chùa gì như Đức nhiệt tình hết mình, quý vị cho nói cũng hô hơi cạn tiếng. Nói hoài nói cả ngày, nói viết mà cái miệng nhỏ quét. Hiểu chưa? Quý vị biết cái này là quá nhiệt tình đó. Quý vị cũng ít thấy ông thầy nào mà ông đến, quý vị đến chùa mà ông nhiệt tình mức này đâu. Thấy không? Quá nhiệt tình chứ quý vị. Mà vì sao mà ông nhiệt tình dữ vậy? Vì mai mốt chết, bây giờ không nhiệt tình mai mốt chết rồi muốn làm được. Bây giờ còn tháng người này nè, làm được nè. Nên những gì làm thiện làm tốt được làm đi, đừng có sợ. Thôi đừng có sợ, việc thiện việc tốt mà làm đúng nơi đúng chỗ mà sợ cái gì. Thôi cái này là nó thật sự, mình gặp ông thầy ông nhiệt tình, ông chịu làm thiệt. Những đức là nói là làm tới thiệt á. Tại vì cuộc đời của người thà làm 5 năm còn hơn 50 năm người khác. Làm đi, sợ cái gì. Trời ơi, người ta cứ gọi ta về ào ào về chùa, vì thấy chùa bây giờ không? Quá trời người ta đông đúc. Mà Phật Bồ Tát độ chúng sanh là nhờ có con người. Mà bây giờ con người về đông mới có cơ hội độ. Mà mình lại có duyên nói ta nghe. Tại sao nó bắt cơ hội này? Không phải lúc nào cũng nói cho người ta nghe được đâu nghe. Nó có thờ đó. Đến lúc mà nó hết thờ nói người ta không nghe đó. Hết thờ nói ghét. Rồi không nghe nữa đó nghe. Nên mình ai biết cái ngày một ngày nào nói vậy thì sao? Bây giờ mình nắm bắt nè, mấy bả còn thích mình. Bả thích ngưỡng mộ phải không? Cơ hội này mình bắt mấy bả tu. Ôi quá giỡn đâu. Không, khi mình quý thích ai rồi đó tự nhiên á mình cái chương trình gì của người ta tu mình không dám không đến nha quý vị. Không dám không đến. Cái bà kia ngồi bà nói ông thầy Đức mắt ông sáng lắm. Ngồi mà không thấy hỏi. Sợ quá. Thêm cái nữa bắt mấy chú đi quay phim gọi. Gọi vòng vòng, gọi quay quay xong hết trơn về hỏi có mấy cô đó đến tu không. Thầy mấy chú quay phim đi vòng vòng quay chứ mà về coi lại. Cái bà này hôm nay bà lười biếng không chịu đi tu. Mà chỉ cần nhìn Đức nói một câu vậy thôi là cũng kẹt hết chứ không dẫn đâu mà. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng khi mình thích ai là mình chạy theo người ta mình tu. Mà gặp ngay cái người tu là mình chạy theo tu. Còn gặp người đi chơi theo đó quý vị. Mình mà thích cái người đi chơi mình đi chơi theo à. Mình thích cái người đua xe nó đi đua xe theo. Mình thích cái người quýnh bài nó đi quýnh bài theo. Còn mình gặp thích ngay người tu nó đi tu theo. Chứ sao? Trong cái cõi đời này tố nào theo tố nấy mà quý vị. Quý vị muốn tố nào thì chọn đi. Đúng không? Mấy chú cũng vậy nữa, thích những đức là đi theo tu à. Còn gặp ông thầy tu là ngon nghe. Gặp ông thầy mà danh lợi là danh lợi đó. Gặp ông thầy mê tín là Phật tử nó mê tín hết. Ông thầy mà mê tín thì Phật tử nó mê tín hết luôn. Nói mê tín không à. Tại vì nó theo nó giống hệt mà. Thật sự mà nó gà thì xanh gà chứ không thể nào gà xanh phụng. Đúng không? Gà xanh gà còn Phật xanh Phật à. Thật sự mà nói đã là Phật là xanh Phật à. Nên từ nó đó quý vị, thế giới cực lạc toàn là Phật không. Tại vì Phật sanh Phật.
Đức Phật A Di Đà là cha, nên sanh ra hàng thánh chúng là con. Bổ nguyện á, mình là con Phật, mình giống Phật. À, mình phải làm cái tâm mình giống Phật, nhiệt tình để chúng sanh. Những đức nói những đức học Phật A Di Đà, những đức nhiệt tình đó. Những đức nói thật là học Phật A Di Đà nhiều cái đó. Nội mà xung quanh chùa những đức quốc pháp là bị biết những đức học Phật A Di Đà rồi. À, những đức là học Phật A Di Đà thiệt đó. Tuy là phàm phu còn ở cõi đời, những đức không phải là không còn làm sai, còn làm sai, nhưng nhiều việc những đức học Phật A Di Đà nhiều rồi đó. Nó và tin Phật A Di Đà và tán thán bổ nguyện A Di Đà dữ lắm rồi đó. Nên một buổi sáng mà tu xong rồi cái buổi nói chuyện này thiệt, hiểu không? Đó mà ngay ngày nay ngày 34 nữa, bữa nay anh Hùng Liệt Sĩ chắc đi đến dữ lắm. Hiểu không? Bữa nay Hùng Liệt Sĩ vô đây mà còn nghe pháo đồ ngon lành, nghe cầm kiếm rồi cầm súng rồi vô vậy. Tại người ta là quân nhân mà quý vị. Quân nhân đi đâu cũng cầm súng theo chứ nha. À, quân nhân là đi đâu phải cầm súng theo. À, súng còn người còn mà súng mắc người mắc. Giống mình thì chùa đâu cầm mỏ tại quá. Giống người tu mà đi đâu không cầm y áo theo là giống như người còn mà y mắt người mắt đó quý vị. Y là huệ mạng của mình. Tuy là hình thức nhưng thật sự y là huệ mạng của mình, là tưởng nhớ y để tưởng nhớ đến Phật. Thấy không? Quân nhân thì là súng. Nó đồ đạc của người ta là đồ quân nhân, bận đi đâu người ta cũng bận gì sao? Tự hào. Tự hào khi được Đảng trao cho ta một bộ quân nhân. Không, đó là từ nơi đó mà người ta kính trọng lắm. Đi đâu người ta đi vô đây thì mình thì bận đồ lam đi tu, người ta bận đồ lính vô đây đó. Quy tắc của người ta mình phải cho phép chứ. Khi bận đồ lam sao được, người ta tu là bận đồ gì người ta cũng tu. Nhưng mình là Phật tử thì bận đồ theo Phật tử. Còn người ta quân nhân bận đồ theo quân nhân. Có khi người ta đi hàng hàng người ta còn thổi kèn. Nó giỡn, nó chọn người ta đi người ta thổi kèn. Cái tiếng kèn là cái tiếng hiệu lệnh của người ta đó. Những đứa không có biết nhưng mà đứa nghĩ đó là tiếng hiệu lệnh đó quý vị. Chứ thì sao? Chắc những đứa cũng từng làm tướng hay sao mà những đứa nói xong nó vô đẹt đẹt ngộ ghê. Chứ mày vô này những đứa cũng không biết. Mình nghĩ rằng nó có cái hiệu lệnh gì nên đông người người ta mới quản lý được. Nó tại sao mà ta tiểu đội từng đội cao cao lên là vì người ta theo đó mà quản lý. Chứ nếu mà 1,000 người sao quản lý được, hiểu không? Giống như một người trên ta đưa xuống cái tất cả những tiểu đội nó phải ban bố cái lời của người trên ra để cho cái người dưới mọi người nó biết nó quản lý gì đó quý vị. Mình nói nó là này chùa Hộ Pháp tổ chức 30 tháng 4 lễ để mà mình cầu siêu cho anh Hùng Liệt Sĩ. Cái ơn của ông thầy đó dữ lắm, bữa nay mình đi đến đó mà đi cho đàng hoàng cho người ta thấy mình là nghiêm trang nghe chưa. Vô đó ăn bay mà đàng hoàng đó, có lễ phép đàng hoàng nghe chưa. Tao người cấp trên nó chỉ đạo xong người ta đi, bắt đầu là nguyên hàng hàng người ta đi, tao thổi kèn tình 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 tao đi. Thế thôi dễ tao đi ghê lắm á. Hôm nay phải dọn đồ cúng nếu thật cho ngon, dọn đồ cúng nếu thật ngày hôm nay cho mấy anh em anh Hùng Liệt Sĩ ăn chay. Ăn chay đi là nó khỏe à, mát mẻ, hiểu không? Nó khi nghe pháp này xong rồi là mấy ảnh gì mà anh buông súng. Tại vì sao? Mấy ảnh mắc rồi, ảnh mắc rồi mà cái tâm trạng nó giữ quê hương nó mạnh quá, tình chấp. Cuối cùng mấy thằng Mỹ nó qua đây nó cũng là muốn lấy nước á, nó cứ ở hoài, cái hồn nó ở hoài. Nên hai bên cứ bắn sạc nhau. Nhà ngoại cảm ta nói đó, nó từ nơi đó quý vị biết là mình nói cho ta nghe, có khi ta hiểu liền, buông xuống. Mà bây giờ là để cho người khác người ta làm đi, ta còn sống người ta làm ở đất nước, còn mình mắc rồi, thôi mình buông xuống đi. Để mà mình niệm Phật mình đi về cực lạc đi mấy anh quân nhân ơi. Những đức thấy mỗi một con người chúng ta sống mà biết cười là hạnh phúc nhất quý vị. Có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh chúng ta biết cười là hạnh phúc nhất, hiểu không? Nói lại câu cũ đó là thế giới cực lạc ta thường cười nên quốc độ nào cũng thích về. Còn cái khổ của tam đồ thật sự không ai muốn đến, khổ quá. Còn cái nơi nào vui vẻ hoan hỷ thì ta thích đến à, chắc chắn luôn, đúng không? Dù là người ta nằm ngủ dưới đất, dưới gạch, thiếu mền, thiếu chiếu, mũi cắn, ngủ được nhiều người ta vẫn thích về, đúng không? Tại vì nơi đó cho người ta cái bình an, cái đặc biệt là được bình an, vui, rồi cho người ta một phương hướng sống, tự nhiên người ta thích về. Như đây là cái số lượng Phật tử mà chúng ta thói ngủ lẹ, thì thấy đông vậy đó, thói ngủ nè.
không? Nên là sáng đâu 4 giờ những ăn lên niệm Phật chậm chậm. 4 giờ 15 quý vị lễ Phật bên đây. Những đức bên kia bắt mấy chú quay phim cùng lễ Phật chung bên kia. Mà xuống đây lễ Phật á thì nó mồ hôi mồ kê, nó nhiễu nhão rồi lên nói chuyện khó. Khi niệm Phật bên kia thì nó xong rửa mặt rửa mày đàng hoàng, xong rồi đắp y lên đây giảng cho nó phù hợp tiện lợi hơn. Nên là những đức thấy rằng là cái phương pháp mà niệm Phật lễ Phật chùa mình nó tích tụ năng lượng đặc biệt lắm. Như đức tin lắm à. Ví dụ như hôm qua xương sống như đức đau đau đúng như người ta ta nghĩ. Nghĩ nó chìm luôn á, đừng nói chuyện dẫn chứ. Mà tính hôm qua như đức ngồi tính ra cũng 5 tiếng đồng hồ vậy đó. 2 buổi ngồi 5 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình thấy rằng là mình càng làm việc là như năng lực mình nó phát triển mạnh. Nhớ nghe quý vị, thân thể con người ai cũng có bệnh, nhưng mà cái quan trọng là tâm trạng. Cái tâm trạng đó là cái nguồn gốc quan trọng nhất của cuộc đời người chúng ta đó. Cái tâm trạng con người mình mà nó giống như nó bế tắc rồi là kiểu như chịu chết. Nó không có làm được một cái chuyện gì đâu. Đừng có nói cầu an cầu siêu cho ai, mấy con mệt quá đi à. Mình là cái nguồn gốc chính nhất để mà giúp người. Mà cái tâm trạng là cái chính nhất để phát ra cái năng lượng. Mà nếu như mà mỗi một con người chúng ta mà phát ra cái năng lượng nóng nảy, nực nội, khó chịu không thì trong sống trong cuộc đời này thê thảm, thật sự mà nói. Nên mỗi người mình phải làm sao mà phát ra từ trường cho nó tốt. Đi đến đâu cũng hộ trì được nơi đó tốt là gì? Phát từ trường tốt. Nhớ. Sáng là thấy mình lễ Phật đường thờ đúng không? Đâu có nghỉ tu đâu. Một thờ tu lễ Phật 45 phút. Xong chúng ta được nghe Phật Pháp. Xong quý vị rất là thoải mái, tỉnh táo. Nếu giờ này mà những đức không lên nói chuyện là giờ 5 giờ này quý vị về nằm nghiêng nằm ngã nè à. Tuy là nói là nghỉ ngơi đó, nhưng quý vị nằm nghiêng nằm ngã xong quý vị đi rửa mặt xong xuống ăn cơm là mặt rất là kỳ cục mà ăn ngon à. Tại vì sao nó ngược giờ ngủ. Giống như cái giờ tối nó ngủ rồi mà bây giờ là giờ nghỉ. Nếu mà mình mà không chia sẻ Phật Pháp là về bắt đầu mình nằm vừa hiu hiu là ken ken. Mà cái vừa hiu hiu mà nó ken ken nó ngồi vậy là mặt kỳ lắm. Đi mà bê bê. Đi bê 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 à. À, xuống bắt đầu là bưng chén cơm lên rồi cứ nhìn chén cơm hoài, cơm nhìn mình nhìn cơm. Ăn có ngon đâu. Nhưng mà khi những đức nói chuyện một chút quý vị ra vì sẽ thấy nó sảng khoái. Tâm trạng vì nó thoải mái. Xong bắt đầu là gì? Bắt đầu mình đi rửa mặt, rửa mày, cắt áo chàng xuống cơm ngon lắm. Tại vì giống như nó có thời khóa luôn quý vị à, có thời khóa luôn. Chúng ta thường là 5 giờ 15 là chúng ta có cái buổi giảng của cô Hoài Phật niệm đến cùng và trực tiếp cho người ta có. Nên những đức cũng quen rồi. Nên cái giờ đó là cái miệng phải làm việc. Giờ đó miệng làm việc. Mà miệng làm việc quen rồi giờ kêu nó nghỉ là nó cứng miệng. Thì nhớ này, cái gì cũng vậy, văn ôn võ luyện cái việc, thấy không? Nên một cái nụ cười cũng phải do tập mà ra. Nếu mà người mà không tập cười viết nó cứ ngắt cái miệng à. Cười không có được. Mà nó cười không có dẻo đâu. Cái người mà cười quen á, cười cũng dẻo nữa. Thấy chưa? Có cười là cười à. Còn cái người mà không quen cười kỳ lắm. Cười mà mặt đau khổ lắm. Lỡ khóc lỡ cười á. Cái người lỡ khóc lỡ cười, cười đau khổ lắm quý vị. Ví dụ như hôm qua như đứa kể có cái bà đó mà cái mặt bán gì mà bà cười vậy làm nè. Nó trời sao cười vậy mà kỳ cục chả. Đa phần Phật tử gì chùa mình ai cũng cười sảng khoái lắm quý vị. Giống như có nhiều cho nhiều đó. Có nhiều cho nhiều hết trơn à. Sảng khoái. Còn có nhiều người mà người ta ít cười quá đó. Tại vì người ta cũng thấy mình cười dữ lắm, ta cười theo. Nhưng mà giống như lỡ khóc lỡ cười. Cười bằng cái sự đau khổ. Thấy không giỡn đâu quý vị. Nên từ nơi đó mình cái gì cũng do tập mà ra. Tu hành cũng vậy. Bản thân mỗi người chúng ta phải biết tu là tốt. Việc thiện là tốt. Ý nghĩ thiện là tốt. Thì mỗi người mình phải tập làm sao để thường phát cái tâm siêng tu. Như bản thân những đức ai ép những đức
không? Những đứa biết cái tu là tốt, những đứa cố gắng, đó là cái chuyện của mình. Mình không cố gắng ai cố gắng giùm mình, không có thể nào mà múa rìu qua mắt thợ được, không thể nào làm được điều đó. Không thể nào mà mình nói bây giờ mà người ta tu bên đây, mình bên kia mình không tu mà nói mình tu được, không có. Mình phải thật lòng, mình cái tu là cái chuyện cho mình mà. Cái việc này là mỗi người mình cố gắng. Đó, phải nhớ nghe. Nên mình có duyên gì chùa được mình ở ngôi Tam Bảo, quý vị biết cái giờ này người ta bao nhiêu người người ta đi chơi chưa? Như khi hôm qua là người ta nhậu rồi sáng nay người ta còn men rượu. Cua rẹ rồi nè, gà luộc chấm muối tiêu. Gà hấp hành đồ này kia, hay quay sữa luôn. Tá lả binh chứ đúng không? Mà hôm qua giờ mình quý vị thấy vô đây có con heo nào không? Thấy chưa? Nên hồi tối mà sinh hoạt lớp đệ tứ quy xong mình cũng ngồi ăn cũng vui chứ đâu. Cảm thấy ấm áp vô cùng như một đại gia đình ha. Cũng có một bài giảng, mình có phước có duyên rồi được phóng sanh rồi nữa, thấy chưa? Những đức nói quý vị về đây dịp lễ là những đức nói quý vị thông minh dữ lắm. Quá thông minh luôn. À, nào là tu phước tu duyên mà nó cũng không có mệt mỏi, quý vị biết nè. Đi đến đây 3 ngày xong quý vị đi về, quý vị sẽ thấy nè. Cái người mà đi chơi với quý vị mà đi vô chùa tu, quý vị sẽ thấy một trờn giật. Cái người mà đi chơi 3-4 ngày hồi về hồi xanh sao vàng giọt chứ á. Ấm nhơm mà. Mặt mày bơ phờ chứ, đi giống như kẻ bại trận vậy đó. Bữa đi là đồ đạt ship, đồ đẹp, ủi, đồ ngon lành lắm. Nhưng mà bữa về quý vị sẽ coi bèo nhèo cho thấy. Nhất là mấy con nhỏ trẻ trẻ mà đi chơi với mấy thằng trẻ trẻ. Thiệt đó quý vị. Về là quý vị coi nó bèo nhèo hết. Từ đầu tới chân, từ đồ đạc cái chỗ nào cũng bèo nhèo hết chứ nha. Nó quý vị biết thấy chưa? Nhưng mà quý vị vô chùa tu là nó không có bèo nhèo đâu. À, khỏi cần ủi đồ cũng không bèo nữa. Thấy không? Nó nên cái giờ giấc của mình nó nói chứ. Nó cũng có thời gian nghỉ cho mình, phân ra thời gian đó. Ví dụ như giờ này mình nói chuyện xong một chút mình xuống mình ăn cơm. Ăn cơm từ cái giờ đó mà cho tới 8 giờ mấy gì đó. Thì mình có thời gian gì ở đâu. Mình ví dụ như buổi sáng đi, xung quanh chùa đồ này kia nè. Mình đi một vòng cũng thấy thích nữa. Cái cảm giác của mình nhìn Phật cũng có phước nữa. Tại vì sao mình đi một vòng mình ra mình xá Phật. Tại mình ngồi ở đây mà Phật ngồi ở ngoài đường. Mình thấy tội nghiệp Phật. Nên mình ra mình xá Phật là mình nhớ Phật. Phật ở đây mình nhớ cũng được. Nhưng mà mình tưởng Phật ngồi ở ngoài đó mình thấy tội nghiệp. Tội nghiệp Phật á, tội nghiệp Bồ Tát. Nên mình xong mình ra mình xá xá Phật mà đi vòng vòng. Mình đi mình thư thớ cái tâm tư mình. Mình buông xuống vạn viên những cái suy nghĩ về cái thế gian bên ngoài nặng nề. Buông xuống hết. Xong cái mình sống trong ngôi Tam Bảo buổi sáng, cái cảm giác nó thích thú gì đâu. Quý vị cảm giác thử đi rồi quý vị biết à. À, phải có người hướng dẫn nghe. Chứ không thôi người ta nghĩ là mệt, ta chạy gì người ta nằm mất tiêu luôn á. Mình ở ngoài đời nó đã là mỗi ngày mình nó là cứ là nghĩ cái chuyện kinh doanh làm ăn tiền bạc vật chất không, gia đình không à. Bây giờ mình được vô chùa được vài ba ngày này, mình nên thông suốt cái tâm mình chút để mình cảm giác được cái hương vị trong ngôi Tam Bảo. Chứ nếu mà mỗi lần ấy mình cứ chạy về phòng mình nằm mình chùm mền mình nhắm mắt lại thì cái cảm giác trong ngôi Tam Bảo của mình nó không được bao nhiêu. Mà những người vậy nghe pháp không vô nghe. Nghe pháp không có vô, tại vì nó thông tâm nó mới đem vào pháp bỏ vào được. Còn nó mà không thông tâm nghe chứ nó không vô. Nên cái người mình phải nhớ là không phải nghĩ nhiều mà nó khỏe đâu. Nghĩ nhiều giống như chiếc xe mà ít chạy nó xe chạy hết được á. Nên con người nó phải cần động là nó cần thao tác. Còn lúc nào nghỉ là ra nghỉ. Khi thao tác mà đến lúc nghỉ ngủ á là giấc ngủ rất là sâu. Còn khi lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, lúc nào cũng là mình nằm ở kiểu mà mắt nhắm đó mà giống hồn thả đâu. Nó cái năm năm đó là cái lúc đó quý vị biết rằng là khi ngủ thiệt á nó không có ngủ sâu. Tại vì cái lúc mà chưa ngủ nó cũng đã là cứ mơ hoài vậy đó. Nên cái lúc mà ngủ thiệt ngủ mới được. Nên mình phải biết cái lối sống làm sao mà con người mình á nó lúc nào cũng hoạt bát, quý vị thấy nhận được không? Lúc nào người đó cũng hoạt bát nghe không? À, nó hoạt bát và nó con người nó là giống như cái tần số rất là cao. Con người mình mà dị dụ quý vị bệnh, quý vị có nằm tại chỗ thì cũng vui nữa, cũng cười nữa. Chồng người ta cười nè. Người ta thấy gì ta ngưỡng mộ mình. Mình là người tu mà như vậy, ta nhìn mình ta muốn tu. Đừng có bao giờ mà đi đâu mình tập như ngày xưa mình không biết á. Đi đâu mình cũng ưa cái bệnh là không vừa lòng không vừa ý.
Bây giờ mình đi đâu mình cũng tập tính vừa lòng vừa ý. Người ta lo cho mình là được rồi, mình đừng có đòi hỏi nữa. Vừa lòng vừa ý hết trơn, cái gì cũng được. Hồi tối nhà Đức đi vòng, nhà Đức thấy nằm ngủ trong cái chánh điện nè, đông quá trời, đúng không? Nhà Đức ban đầu gấp mà 8 giờ nhà Đức thấy nằm rồi đó, nhà Đức kêu mấy chú xuống, kêu vì vô đây nằm, bật quạt lên rồi mở cửa, thọt cửa ra hết đi. Rồi quạt nguyên một vàng quạt này mở lên cho nó mát, rồi nằm trong chánh điện, lâu lâu mới có cơ hội vô chánh điện ngủ, đúng không? Vì nhớ nghe, chánh điện là trung tâm á, chùa ngay chánh điện là trung tâm chính á, nên ai á, bất cứ người ta đi vòng vòng chùa, người ta phải lên chánh điện, người ta xá Phật. Ban đầu người ta đến chùa là người ta xá Phật chứ, người ta về người ta xá Phật. Giống hệt như là mình đi đến nhà ai mình chào người về cũng phải chào người, nguyên lý đó là vậy đó quý vị. Từ nơi đó mà cái chánh điện là trung tâm, mà mình được ngủ ngay trung tâm thành phố ngon lắm, không giỡn đâu nha. Nên mình lên đây mình nằm mình ngủ mà mình thấy cũng ấm áp lắm. Bằng đêm nửa đêm mở mắt ra nhìn thấy Phật liền, thấy không? Ấm áp cõi lòng vô cùng luôn. Mình ở nhà mình, khi mình nằm ngủ kế chồng mình giật mình mở mắt ra thấy chồng nó hả miệng nó ngủ. Có mà quý vị, khi nằm ngủ nửa đêm mình mở mắt mình nhìn thấy chồng mình nó ngủ, nó mở miệng ra nó chảy nước miếng lưng. Mà khi mình cũng thương lắm nha, tại mình thương quen rồi đó. Cái tự nhiên mình thức dậy, mình giật mình thức dậy, mình thấy mình cũng thương. Khi mình lỡ mình hung cái, không phải đơn giản đâu, trời ghê lắm á. Bữa nay mình vô đây mình ngủ, mình mở mắt mình nhìn thấy Phật đứng nhìn mình cười. Để trời vậy đâu hạnh phúc, anh trời hạnh phúc luôn, thấy không? Nên từ nơi đó mà được ngủ chánh điện là ấm áp lắm á. Nên lâu lâu có cơ hội về đây mà lễ lọc người ta đi chơi vậy mà Phật tử về đông vậy. Mà mình không ngờ hôm qua bên kia tổ chức mà đông đến mức gì. Nghĩa là ban nấu ăn, những quan đồ hỏi là khoảng nhiêu thầy. Nhà Đức nói thì sao mà đón được, nhưng mà nhà Đức nghĩ rằng tầm ngàn người à. Dữ lắm ơi, tại vì cái chương trình thứ bảy bên kia hồi xưa giờ mình tổ chức nó không có đông gì mấy. Thì mình nghĩ rằng là ngàn người là cũng tăng lên nhiều rồi. Phật tử nó sẽ đi Chủ Nhật hoặc bên đây nhiều. Không ngờ hôm qua quá trời luôn, bất tử luôn, quá trời đông luôn. Phải đi thuê gạp thêm để mà chia đồ ăn, tại vì không thể nào vô nhà ăn ngồi được, quá đông. Nó quý vị coi, mà cái chương trình hôm qua cũng đặc biệt đó nghe. Nó chia sẻ Phật pháp, đầu tiên là nó đơn giản nhưng mà nó mình thấy nó ấm áp lắm quý vị. Nó thì mình thấy rằng là mình đây giờ có duyên tổ chức chương trình cho người ta tu. Bây giờ xong cái chương trình này xong rồi thứ bảy là nhà Đức tổ chức kiếm thị. Đây tổ chức kiếm thị luôn. Lỡ làm mà làm tớ luôn. Bây giờ mình thấy rằng cái thời tiết và cái thời cuộc này nó nhiều kiếp nạn đó. Lâu quá mình không nhắc kiếm thị. Mình rủ người ta đến mình nhắc người ta nó trọng tâm một chút. Để trong cái cuộc đời của người ta có khi cái sự cố gì đến với người ta bất tử, người ta nhớ cái lời nhắc nhở của mình quý vị. Nhớ cái lời nhắc nhở của mình chút. Nên tính ra cấp Tết tới giờ chắc là người kiếm thị họ nhắc chùa mình dữ lắm rồi nè. Nên những đức cũng gọi là đứng ngồi không yên với họ đó. Nó giỡn đâu quý vị à. Thí dụ như mình ở đây mà đông người mà mình niệm Phật gì nghe. Cái bộ nguyện của Di Đà cảm liền chứ không giỡn đâu. Nhiều người ta niệm Phật quá, người phàm phu như mình nè. Mà mình tổ chức chương trình khiếm thị mà cấp Tết tới giờ không tổ chức là họ nhắc những đức cỡ nào sao. Không hiểu mà những đức cứ là nghĩ tới họ hoài luôn đó. Không có giỡn đâu, những đức là thường là những cái gì làm qua là những đức quên mất tiêu. Tới làm là làm thôi. Nhưng mà chương trình khiếm thị những đức cứ nghĩ tới họ hoài. Suốt và hôm tới giờ cả từng. Là mình biết là họ trông chờ đó quý vị. Cũng nhớ chùa, nhớ chùa mình đó. Họ về chùa mình họ vui, nhiều người khiếm thị họ nói là về chùa mình sao vui quá à. Mà chính quý vị về đây cũng thấy vui mà. Đó. Nên từ nơi đó mà cái bài học tập mình sáng á, lại thấy cái đề nó cũng ngon. Hiểu không? Nào ta cùng cười lên cho cái khổ tan biến. Thấy chưa? Mà thiệt quý vị khổ á là do quý vị không biết cười đó. Chứ quý vị cười là không có khổ đâu. Hiểu không? Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chú.
sanh, đồng sanh về tịnh